Những chuyện kỳ lạ ở vùng đất có tên vùng im lặng Một trong những địa điểm mà con người vẫn còn lơ mơ là một địa danh ở miền Bắc Mexico. Nó nằm giữa hoang mạc nóng, cỏ cây khô cháy, chi hô hoan. Nơi đó thường được biết đến với cái tên vùng im lặng. Vùng im lặng được người dân địa phương gọi là Vertis de Strino, Khu vực này khá là nổi tiếng, thách thức mọi tác động vật lý của sóng âm, nơi đây khu vực sóng radio không thể lọt vào được. Tòa lạc ở bang Chihuahua, Coahuila và Durango, cách biên giới Hoa Kỳ 640 km, vùng im lặng hầu như không được khám phá bởi thế giới bên ngoài. Không có bất kỳ nhà cửa nào trong khu vực này ngoài các loại côn trùng, bò sát và các loài thú có vú nhỏ. Và có một điều kỳ lạ nữa là vào năm 1970, một tên lửa Athena của Mỹ được bắn đi từ khu căn cứ tên lửa Cát Trắng, bang New Mexico của nước Mỹ, không biết vì lý do gì đã rơi xuống vùng im lặng. Sau đó, thì một nhóm các nhà điều tra thuộc không quân Mỹ đã tìm đến điểm rơi của tên lửa và bất ngờ khám phá những hiện tượng dị thường đây đây. Trong lòng của vùng im lặng, các tín hiệu vô tuyến bị rơi khi lan truyền trong không khí, nó biến thành một vùng tối. Nhóm các nhà điều tra cho biết, dường như có một sức mạnh vô hình làm cho sóng radio, truyền hình, điện thoại di động và bất kỳ sóng âm thanh nào khác không thể xâm nhập được vào khu vực này. Và cái tên vùng im lặng nhanh chóng được biết đến, còn các nhà nghiên cứu sau đó đã đổ xô đến đây để nghiên cứu về các hiện tượng dị thường này. Tuy nhiên đến nay thì nguyên nhân chính vẫn chưa được giải thích. Có rất nhiều giả thuyết cho rằng khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động ngoài trái đất và những tác động huyền bí khác. Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì vùng im lặng vẫn tiếp tục là một đề tài nghiên cứu nóng bỏng. Để nghiên cứu vùng đất kỳ lạ này, chính phủ Mexico đã cho xây dựng một khu phức hợp nghiên cứu trong vùng im lặng, mục đích chính của khu phức hợp là nghiên cứu về đời sống động thực và những thành phần chất khoáng trong khu vực nhằm xác định xem nguyên nhân của việc tín hiệu bị biến mất là gì. Và hàng loạt hiện tượng trong vùng im lặng đã được ghi nhận những người bảo vệ rừng gần vùng im lặng kể lại rằng họ thấy những ánh sáng bí ẩn trong đêm những vật thể bay hạ cánh theo phương thẳng đứng khiến các bụi cây bên dưới bốc cháy các quả cầu bay lượn mức độ quang sáng với hàm lượng cao đã được tìm thấy ở đây và các nhà khoa học đã tìm thấy ở đây là một nơi diễn ra các hoạt động thiên thạch làm gia tăng các phỏng đoán cho rằng có lẽ các đặc điểm từ tính dị thường có liên quan đến các khoáng chất có trong lòng đất và nếu từ tính cao là kết quả của các nguyên nhân tự nhiên, thì có thể nhiều vật thể chứa sắt từ vũ trụ đã đi lạc vào nơi xa xôi trên quả đất này chăng? Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Mexico đã đặt tên cho vùng im lặng là Ma de Tessi hay Biển Tessi. Lý do để đặt cái tên này là bởi vì cách đây hàng triệu năm khu vực vùng im lặng nằm dưới đáy của một đại dương. Các chủ trang trại trong vùng báo cáo rằng vào ban đêm, bầu trời nơi đây hay xuất hiện những quần sáng bí ẩn, các tia sáng lạ, những vệt lửa cháy sáng hay những chiếc máy bay hạ cánh theo chiều thẳng đứng trong hoàng mạc thường để lại những vệt cháy trên nền đất. Và đã có những báo cáo về những sinh vật hình người kỳ lạ. Một chủ trang trại báo cáo rằng họ thường được biết thăm bởi ba sinh vật hình người có mái tóc vàng, dài thược, hai con đực và một con cái tất cả đều nói trồi chảy tiếng Tây Ban Nha. Những vị khách luôn xin nước chứ không cần thức ăn hay bất cứ thứ gì khác và họ nói rằng mình đến từ trên trời. Một câu chuyện khác kể là rằng có một nhóm các nhà điều tra truyền hình đã nhận được sự trợ giúp của một sinh vật người kỳ lạ tại vùng im lặng sau khi họ bị bất tỉnh bởi một đám mây bụi bất thường. Ngay cả các loài động vật cũng bị đột biến tại đây có những giống loài thực vật quý hiếm và trên tất cả là cảm giác ngột ngạt của nhiều người đã từng đặt chân tới đây báo cáo lại. Làm thế nào vùng im lặng có thể gây cản trở tín hiệu radio và dường như thu hút những tác động bất thường từ ngoài trái đất vẫn chưa hoàn toàn được giải thích. Tuy nhiên vẫn tồn tại một vấn đề là khu vực này chứa nhiều hiện tượng thách thức những lời lý giải logic. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.